Nguyên Khôi xin kính chào Tái Ngộ quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹm và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin chào Tái Ngộ quý vị. Thưa quý vị, như thường lệ thì Hoàng Tuấn xin phép được trả lời thư của quý vị. Chúng tôi nhận được rất nhiều email, chúng tôi xin đọc một vài thư. Tôi là một công dân bình thường đang sinh sống ở Sài Gòn. Qua một số sự kiện liên tục diễn ra trên đất nước Việt Nam trong thời gian gần đây, cụ thể là vụ cưỡng chế đàn áp nông dân ở Văn Giang, tôi cảm thấy đau xót quá. Nếu hình dung đó là những người bà con họ hàng cha chú của mình thì sẽ như thế nào? Và để chia sẻ sự đau thương mất mát của đồng bào Văn Giang nói riêng và đồng bào cả nước nói chung, những người đang từng ngày bị chế độ cộng sản tham lam dốt nát chà đạp lên cuộc sống của họ, tôi kính mong hai anh dành chút thời giờ giúp tôi gửi đến đồng bào Việt Nam câu thơ nhỏ của tôi như là một sự chia sẻ gói gọn tâm tư tình cảm từ miền Nam Việt Nam. Kính chúc hai anh sớm thất nghiệp và chương trình đọc báo Vẹm chóng kết thúc. Có một bài thơ thì chúng tôi xin lỗi quý vị như thế này. Chúng tôi nhận được thơ rất nhiều, nhưng mà nếu chúng tôi đọc thơ của người này thì chúng tôi phải đọc thơ của người khác, như vậy nó mới công bình. Xin quý vị cũng thông cảm cho. Rồi có một người khác, bạn đây là một bạn trẻ. Kính chào anh Nguyên Khôi và anh Hoàng Tuấn. Em được biết chương trình của hai anh là nhờ người bạn sống ở Mỹ đưa lên video trên Facebook. Em thắc mắc chữ Vẹm nghĩa là gì, vì chưa có thời gian tìm xem những số phát sóng đầu tiên, nên em xin hỏi đối tượng của những chương trình muốn hướng tới chủ yếu là ai. Và trong đó thì em cũng có tâm sự là em đang làm việc cho nhà nước. Em đang làm việc trong bộ máy chính quyền của nhà nước và mọi thông tin của lề trái em đều theo dõi và biết hết. Em đã nhiều lần muốn từ bỏ công việc hiện tại khi đọc và nghe những sự thật đau lòng của người dân. Ý định của em không ai trong gia đình ủng hộ vì em là lao động chính trong nhà. Cả bạn bè cũng không khuyến khích. Em hiểu là em đang hèn nhát vì miếng cơm manh áo mà chịu sống nhục. Em cảm thấy thương hại chính mình vì đã sinh ra trong thời đại này. Em chỉ là giọt nước mắt của lề phải và em xin mạn phép tác giả một bài viết chép lại một bài mà cô đã viết với tựa đề là giọt nước mắt của lề phải. Bài viết rất dài, chúng tôi có mới chỉ xem sơ qua chứ chưa đọc kỹ lắm. Xin cảm ơn bạn trẻ và xin trả lời rất nhanh. Và chữ Vẹm thì ngay cả bây giờ có nhiều người cũng cứ bảo là đọc báo Vẹm. Vẹm thì chúng tôi đã nói nhiều lần rồi là viết tắt cái chữ VM, là chữ Việt Minh. Cái VM tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì cái chữ VM lâu ngày thì nhanh nó thành là chữ Vẹm. Nhất là khi nói tới Vẹm thì người dân ở trong nước, đặc biệt là những người sống vào cái khoảng thời gian 1945-1954 đó, thì thường thường người ta có cái câu thành ngữ nói dối nhiều Vẹm. Nói dối nhiều Vẹm. Tại vì mấy ông ấy nói dối quá. Bây giờ. Vâng. Xin lỗi. Trong nước. Xin lỗi người Khôi để trả lời cái này cho bạn trẻ. Là đối tượng muốn hướng tới chủ yếu là ai? Thì tất cả những ai trong nước, ngoài nước, bất cứ ở nơi nào mà có người Việt sinh sống đó, thì những ai mà cảm thấy đau xót cho cái hoàn cảnh của người dân ở trong nước, tức là một cái chính quyền người ta lợi dụng nhân dân, cái gì cũng nhân dân cả, nhưng mà ta đàn áp nhân dân, người ta bóc lột nhân dân. Những ai đau xót cho quê hương đất nước, cho dân tộc Việt Nam thì là đối tượng của chương trình này. Và phương tiện để chúng tôi làm cái công việc đó là, thưa quý vị, là báo lề phải trong nước. Tức là chúng tôi đọc báo ở trong nước để cùng chia sẻ với quý vị những cảm nghĩ khi mà đọc những cái trang báo đó. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn còn một hai lá thư nữa. Nhưng mà cho xin lỗi anh Hoàng Tuấn, mà chúng xin cho Khôi nói thêm về chia sẻ với người bạn trẻ vừa rồi một cái, những giọt nước mắt của lề phải. Thực sự ra em nói như vậy, những cái tâm tình mà em chia sẻ như vậy chứng tỏ em không phải là một người hèn nhát. Tại vì nếu mà mình là một người hèn nhát, mình đã không suy nghĩ đến như vậy đâu. Ngày hôm nay thì có thể là em nghĩ rằng mình là một người hèn nhát, nhưng mà những cái tư tưởng mà em đang nghĩ ở trong đầu đó, một ngày nào đó nó, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ bộc phát ra ngoài. Và chúng tôi nghĩ rằng cái hoàn cảnh như em nó cũng là cái hoàn cảnh của rất đông người Việt Nam. Một lúc nào đó thì cái điều mà mình gọi là hèn nhát ngày hôm nay nó trở thành nó mất đi, và lúc đó thì cái can đảm nó sẽ tới. Chúng tôi tin là như vậy. Và em có thể đọc cuốn hồi ký của nhạc sĩ Tô Hải. Hồi ký của một thằng hèn. Có một bạn cho chúng tôi biết là có những người nào muốn xem chương trình đọc báo Vẹm mà từ số 1 cho đến số 267 đó, thì vô youtube.com rồi gạch chéo một cái, rồi Tony Nguyễn VN thì sẽ có. Tony là chữ T-O-N-N, chữ Y, Nguyễn VN thì sẽ có chương trình đầy đủ. Xin cảm ơn người bạn rất nhiều. Ký tên là cháu là người yêu nước thầm lặng. Có một người nói là đề nghị là một tuần làm hai lần được không? Thưa quý vị, trong cái điều kiện bây giờ thì chúng tôi một tuần là chúng tôi chỉ làm được một lần thôi. Và nói về chế đọc những bài báo này, chúng tôi, quý vị thấy Hoàng Tuấn Vịnh Nguyên Khôi nhiều khi cười như vậy đó, nhưng mà nó cũng nhức đầu lắm. Đọc báo ở trong nước, thưa quý vị, nó chán lắm. Một
tuần một lần mà chúng tôi đã thấy nhức đầu rồi, nếu mà một tuần mà hai lần có lẽ chúng tôi điên luôn đó, cho nên xin quý vị cũng thông cảm. Dạ vâng, mục đích của cái chương trình lúc đầu tiên là phát trên đài truyền hình SBTN và bây giờ cũng tiếp tục phát trên đài truyền hình SBTN là nơi phát cái chương trình đầu tiên hàng tuần cho đến ngày hôm nay. Và chúng tôi thực sự là khi mà bắt đầu thực hiện chương trình này, từ những cái chương trình đầu tiên không thể nào ngờ được là được cái sự đồng tình hưởng ứng rất đông đảo của rất đông đảo mọi người như vậy. Nhân đây cũng xin cảm ơn tất cả bạn, các bạn, các anh chị và cả một số những cơ quan truyền thông ở trên Internet nữa. Quý vị đã phổ biến chương trình này tới mọi người, thực sự không thể nào ngờ được một ngày nào đó mà cái chương trình này được nhiều người biết như vậy. Chúng tôi cũng chỉ làm cái công việc như tất cả những người dân ở hải ngoại thôi. Mình làm được cái gì thì mình làm, để chỉ mong một ngày đất nước mình thực sự có tự do dân chủ cho tất cả mọi người dân Việt Nam. Cảm ơn các bạn. Mà trước khi anh Nguyên Khôi đề cập tới cái chuyện mà tự do báo chí trong nước đó, chúng tôi biết là anh Nguyên Khôi có bài báo rất là độc đáo. Thì có một người bạn gửi cho chúng tôi một cái chuyện ngắn như thế này: đinh gì thì đáng sợ nhất. Lâu nãy Việt Nam có rất nhiều loại tặc, như nào là lâm tặc, hải tặc, cẩu tặc, tức là bắt chó đó. Và mới đây nữa là đinh tặc, gây không biết bao nhiêu hải hùng cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, đó không đáng sợ, mới đây lại xuất hiện một loại đinh mà nghe qua nhất là những người dân hiện đang kinh doanh nghề giao thông vận tải, chỉ có phá sản và không dám hành nghề nữa, đó là đinh la thăng. Rồi, nhân cái chuyện này thì hôm trước cũng có một người gửi cho chúng tôi một cái bài báo có hình ảnh nữa, tức là người ta than phiền về chuyện Hà Nội đó anh, cái hồ Hoàn Kiếm đó. Bây giờ thì nó cũng có ban quản lý hồ đàng hoàng, nhưng mà dân Hà Nội cái việc vô tư đi câu cá trộm. Và người ta để trong những cái bài báo là người ta có để cái chữ là dành ăn với cụ rùa. Bởi vì cụ rùa sống ở đó là nhà ăn cá đó. Dành ăn với cụ rùa. Thì những người mà chuyên môn đi câu cá trộm ở cái hồ đó đó thì người ta gọi là hồ tặc. Bởi vì hãy mà đi phá rừng á là lâm tặc, đúng không? Đó, đi cướp biển á là hải tặc. Thì bây giờ là cái đi phá cái đi dành ăn với cụ rùa đi, không có giữ gìn trật tự của cái hồ rồi bắt cá trộm trong hồ thì tôi gọi là hồ tặc. Cái đó nguy hiểm đấy nhỉ. Nguy hiểm quá. Xin mời anh. Vâng, bài báo có thể nói là cái đề tài mà nổi bật nhất trong các trang báo tuần này, đó là cái vụ mà hai nhà báo của đài VOV, đọc theo tiếng cách đánh vần tiếng Anh ở bên hải ngoại, tức là trong nước gọi là VOV đó, là đài tiếng nói Việt Nam. Thực sự đây, nếu mà nói đài, tại sao mà đài tiếng nói Việt Nam lại gọi là VOV, thì họ cũng dùng tiếng Anh mà thôi, cho nên nếu mà vậy thì mình cũng phải đánh vần theo tiếng Anh. VOV là Voice of Vietnam, tiếng nói của Việt Nam, cũng như đài chúng ta gọi đài VOA là Voice of America, thì này Voice of Vietnam. Đài tiếng nói Việt Nam, thì cái vụ mà hai nhà báo bị hành hung ở Văn Giang, nó bỗng chợt xuất hiện trên các trang báo. Và cái chuyện mà công an đánh người không phải là một chuyện lạ, nhà báo bị công an đánh cũng chưa hẳn đã là một chuyện lạ, tại vì nó cũng đã xảy ra cho những gần đây. Nhưng mà cái chuyện mà tại sao hai nhà báo của đài tiếng nói Việt Nam, của đài chính ở trong nước, tầm cỡ đấy nhỉ, tầm cỡ đài chính, đài phát thanh chính, tiếng nói Việt Nam mà, Voice of Việt Nam mà, vâng thưa quý vị, mà bị đánh cho đến ngày hôm nay mới phát hiện ra, thì đây là quả là một cái khám phá động trời thưa quý vị. Đây không phải là bài báo mới nhất, chúng tôi lấy cái bài báo này cách đây 2 ngày rồi, nhưng mà cũng xin đọc để chia sẻ với quý vị, có thể là Hoàng Tuấn sẽ có một số tin mới hơn. VOV lên tiếng về vụ hai nhà báo bị hành hung ở Văn Giang. Trung tâm tin, tức là Đài Tiếng Nói Việt Nam, vừa gửi Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên công văn đề nghị làm rõ việc nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long bị hành hung. Hai nhà báo xác nhận họ chính là người đã bị đánh trong clip được cho là ghi trong bối cảnh cưỡng chế tại Văn Giang. Thì bên cạnh đó thì bài báo này có viết cái phần chú thích là báo cáo trước Thủ tướng sáng mùng 2 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào đánh giá cuộc cưỡng chế đảm bảo an toàn, không ai bị thương. Ông này cũng cho rằng các phần tử chống đối trong và ngoài nước đã dàn dựng clip giả để vu khống bôi nhọ chính quyền, nhưng không nói cụ thể clip nào. Ông Hào cũng cho rằng vụ cưỡng chế Văn Giang, các cơ quan thông tấn báo chí chính thức đưa tin tuyên truyền ít, phản ứng chậm, trong khi các mạng xã hội phản ứng nhanh, đưa tin liên tục. Trước đó, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Huy Thanh đã yêu cầu các nhà báo không được có mặt tại khu vực cưỡng chế để bảo đảm tuyệt đối an toàn. Cuộc cưỡng chế ngày 24 tháng 4 dưới sự chỉ đạo của cả Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và sự hỗ trợ của 1.000 người thuộc các lực lượng nhằm hoàn tất bàn giao 70 ha đợt 2 cho chủ đầu tư dự án khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, tức là Eco Park. Thì thưa anh Hoàng Tuấn và thưa quý vị,
là bây giờ thì mới lòi ra là hai nhà báo đã bị đánh, trong cuộc đó. Và trong người ta có tường thuật là hai nhà báo này thì khi bị đánh như vậy họ không có một cái phản ứng gì cả, họ cúi đầu để cho đánh thôi, rất là nhẫn nhục. Tin ở trong các trang báo khác cho biết là cái ông Nguyễn Khắc Hào này, sau khi ông báo cáo chính phủ như vậy, báo cáo thủ tướng như vậy, rõ ràng là chiến thắng vẻ vang như vậy, thì người ta mới đặt câu hỏi là ồ, hình như là có nhà báo bị đánh. Thì ông bảo ủa, nếu mà nhà báo bị đánh như vậy thì sao mà biết nó là nhà báo, nó có đưa thẻ nhà báo ra không, hay nó có nói là nhà báo không, khi đánh nó có nói nó là nhà báo hay không. Thì hai nhà báo này sau đó họ khai rằng khi mà hai nhà báo này bị đánh như vậy thì họ có nói rằng chúng tôi là nhà báo, không được đánh chúng tôi. Mà chưa hết, là sau đó mấy ông còn bắt hai nhà báo này về tịch thu thẻ đảng, tịch thu thẻ nhà báo rồi đuổi đi. Thế mà cuối cùng khi mà báo cáo không nói tới cái chuyện này, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ không nói tới chuyện này, mà còn nói là không có, đại khái là không, cái video clip này là video clip giả nữa. Cái việc mà nếu mà nói về cái điều lệ của đảng đó, người ta là đảng viên, người ta đi làm nhiệm vụ như vậy mà tịch thu thẻ đảng á, tức là phải bắt những cái người mà hành hung ai nhà báo này là phải xử rất là nặng mới đúng. Thì chúng tôi có một bài báo trên báo VN Express là hai nhà báo bị hành hung ở Văn Giang là ngoài ý muốn. Tức là ý muốn là đánh cho nó khỏi có nói luôn, đánh cho nó liệt, cho nó chết luôn, nó câm luôn, nhưng mà đánh mà nó còn nói được cho nên ngoài ý muốn. Thì làm việc với lãnh đạo của VOV chiều ngày 10 tháng 5 thì giám đốc công an tỉnh Hưng Yên Trần Huy Ngàn cho biết hai nhà báo bị hành hung bắt giữ là việc xảy ra ngoài ý muốn, đáng tiếc, mong được thông cảm. Tức là chuyện đáng tiếc xảy ra. Thì chúng tôi nghĩ bây giờ đã là đánh á, nếu mà nhà báo thì nó là đáng tiếc, ý muốn xảy ra, ngoài chuyện ngoài ý muốn. Như thế thì dân thì sao anh? Đánh thoải mái à? Đánh thoải mái thôi. Và cái chuyện đó là nếu mà có đánh dân thì là có chuyện không có gì phải tiếc cả. Không có gì phải tiếc cả. Có đánh thoải mái phải không ạ? Và nó là mong là quý vị thông cảm. Nhưng mà chúng tôi nghĩ tại vì mấy nhà báo này cũng không có nắm được cái tin tức kịp thời. Ở cái chỗ là trước đó người ta đã báo rồi, cấm nhà báo không được đến để bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối. Thế mà ta đã cấm nó về đến thì dĩ nhiên là không được an toàn thì đáng chịu. không mà chúng tôi cũng không hiểu là các ông bảo vệ trật tự an ninh như thế nào. Các ông có hơn 1.000 người mà các ông có cả công an, có cả cái quân đội như vậy mà đến để bảo vệ an ninh như vậy, mà nhà báo chỉ đến để thực hiện cái công việc của mình thôi, làm cái công việc của mình thôi, là ghi nhận những sự kiện xảy ra để về tường trình cho khán thính giả mọi người cũng biết, mà không bảo đảm an ninh cho người ta thì bảo đảm an ninh cái gì, bảo đảm an ninh cho ai? Thưa quý vị, cái chuyện nó rất là buồn cười và lố bịch ở trong này. Và ở một cái đất nước á, là dân chủ gấp vạn lần tư bản, thì thưa quý vị, nếu cái vụ việc này mà xảy ra ở một nước tư bản đó, thì chúng tôi tin chắc rằng 600 hoặc là 700 cái loa tờ báo và đài đó thì người ta sẽ đồng loạt lên tiếng, sẽ mở hết công suất của các loa, bởi vì cái đây là đồng nghiệp của người ta bị hành hung và trong khi đi làm nhiệm vụ mà. Cho nên là thưa quý vị, nhà báo mà cũng còn bị đánh như vậy thì từ đó chúng ta mới suy ra rằng đối với người dân là nó không là cái gì, người dân nó chỉ là một cái thân phận, người dân chỉ là cỏ rác trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa thôi. Chúng tôi xin phép được tạm ngưng phần một của chương trình và xin quý vị giữ màn hình để tiếp tục theo dõi phần 2. Bà sếp nhỏ, dậy đi, dậy đi. Anh mới ngủ được chút xíu, đừng phá anh mà bà xã. Không được, dậy đi, em có cái này cho ông xã nè. Bà xã có quà cho anh hả? Dậy liền. Nghe có quà là tỉnh như sáo liền à. Hi, quà của bà xã mà không tỉnh sao được. Anh cũng có quà cho bà xã nè. Vậy còn không mau lấy ra cho em. Đây đây, anh để sẵn ở đây nè. Một, hai, ba. Cordyceps plus 3-in-1. Lại trùng quà nữa rồi ông xã. Vậy mới gọi là tâm đầu ý hợp chứ bà xã. Em biết không, loại dược thảo này đặc biệt lắm. Có tất cả 3 loại dược thảo hiếm quý trong đó đó. Để em nói cho, đó là đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, sữa ông chúa, đúng không? Bà xã hay quá à. Nếu không thì em đâu có làm quà cho ông xã. Cordyceps Plus 3-in-1 đã kết hợp 3 loại dược thảo hiếm quý: đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, sữa ông chúa, sản xuất tại Hoa Kỳ, giúp giảm tiến trình lão hóa, bồi bổ thần kinh suy nhược, bồi bổ tinh khí, bồi bổ tiêu đàm, chống ho, đau lưng, mệt mỏi, cải thiện chức năng thận và gan, khôi phục hơi thở ngắn không đều, giảm huyết áp, cholesterol, tăng cường hệ miễn nhiễm, ngủ ngon, giúp làn da săn chắc mịn màng, đặc biệt tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Hãy tìm cho được Cordyceps Plus 3-in-1 không thể thiếu trong gia đình quý vị, đặc biệt trong thời gian này mua 2 tặng 1. Ngoài ra chúng tôi còn nhiều sản phẩm khác
khác như Bio Omega 3 giúp giảm huyết áp, xuống cân, khỏe tim, mọc tóc, đẹp da. Bio Plus BF9 giúp giảm đau nhức khớp xương, bắp thịt, ngủ ngon, vân vân. Hãy gọi cho tổng đại lý MV Cosmetics 714-722-9709. Hai các đại lý chi nhánh như Nam Cali, Mỹ Á Bách Hóa 714-897-9926, San Diego, Đồng Văn Gift Shop 858-569-9541, Bắc Cali, Thành Phát Gift Shop 209-472-9900. Đặc biệt tại San Jose, Angel Beauty địa chỉ 1111 Story Road trong khu Grand Century Mall, căn số 1024, điện thoại 408-417-8638, 417-8638, Cody Kep Luxury in One, number one. Professional Karaoke luôn chào đón quý vị với một rừng CD, DVD nhạc Việt. Professional Karaoke, thế giới của âm thanh chuyển động với những dàn máy tân tiến nhất của kỹ thuật siêu đẳng digital hôm nay. Muốn nghe nhạc hay với âm thanh tuyệt hảo nhất, mời đến Professional Karaoke. Muốn xem phim với âm thanh sống động nhất, mời đến Professional Karaoke. Muốn hát karaoke với chất giọng tuyệt vời nhất, mời đến Professional Karaoke. Quý vị ở San Jose, mời đến showroom của Professional Karaoke tại địa chỉ 2885 đường Center với cạnh chợ Center Market để chính mình mắt thấy tai nghe. Ở xa San Jose, Professional Karaoke có dịch vụ gửi hàng đến tận nhà quý vị. Xin gọi 408-728-9000, 728-9000 hoặc vào website prokaraokeusa.com. Muốn có một phòng khách lộng lẫy, một bàn thờ trang nghiêm, xin mời bà con ghé qua tiệm Thiên Hỷ. Thiên Hỷ chuyên bán bàn ghế, tủ thờ, đồ thờ cúng, cưới hỏi, tặng phẩm và đồ trang trí. Thiên Hỷ có bàn ghế, tủ thờ bằng gỗ tốt, nhiều cỡ, nhiều loại, là nơi đáng tin cậy. Chúng tôi nhận chuyển hàng đi tất cả các thành phố và tiểu bang trên nước Mỹ. Thiên Hỷ địa chỉ 969 McLaughlin Avenue, San Jose, Cali 95122, điện thoại 408-295-6777, 408-295-6777. Xin kính chào khán giả đang lắng nghe đài. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị một sản phẩm Hedatamo mà rất nhiều người cần đến nó, có nghĩa là đau nhức bất cứ một chứng đau nhức thoáng thấp, thấp, khớp, thần kinh tọa, bệnh gao hay là chuột rút, giọt bẻ, nhức đầu một bên, đau bụng, hành kinh, nói chung là đau tất cả các khớp, đau nhức, tan mỡ bụng, tan mỡ cầm và hạ cholesterol. Cái Hedatamo này là, Hedatamo là hết đau tan mỡ, top sale của công ty chúng tôi quý vị, tất cả mọi triệu chứng đau nhức, nó làm cho những người nào mà lớn tuổi nó build up vùng bụng này, nó tan cả mỡ đây, tan cả mỡ đây và anh hạ cholesterol, đau nhức quý vị, chuột rút, giọt bẻ cũng nó luôn. Và cái thứ hai là bổ thận, những người tiểu đêm nhiều, lạnh tay, lạnh chân, đau lưng hay là đau đầu gối, nói chung là cười ho, xoắn tiểu, nói chung tất cả mọi triệu chứng thận suy, thận yếu, uống nó phục hồi cái thận rất là lẹ quý vị nha. Cái này chúng ta uống lâu dài nó cũng phục hồi cái thận rồi, chắc chắn nó làm cho chuyện hạnh phúc gia đình tăng hơn và nó làm cho phục hồi trở lại. Cái chính của nó là bổ thận, phục hồi cái thận lại, chức năng thận nó khỏe hơn. Và một cái nữa quý vị cũng biết, tuyệt vời, trĩ. Trĩ đi cầu ra máu thì một chai đầu tiên quý vị thấy kết quả rõ ràng, cùng lắm là hai chai đó quý vị thấy nó không còn nữa đâu, đi cầu ra máu quý vị nha. Và nếu xa xuống thì phải uống thêm thời gian vài chai nữa, nó mạnh, nó rút lên, hay là xa ruột, xa tử cung cũng là trĩ. Trĩ tôi đặt tên trĩ bởi vì kết quả nó lẹ quá, tôi đặt tên trĩ, nhưng mà tác dụng nó lift up lên, nó nâng lên, nên đi cầu ra máu, lòi ra ngoài hay là xa các bác gái, xa tử cung hay xa ruột đều dùng cái trĩ hết, tác dụng nó lift lên. Và hôm nay chúng tôi cũng nói lẹ lẹ cho quý vị nghe, cao giảng rất tuyệt vời, không bao giờ tróc ra quý vị nha. Rất tuyệt vời, 10 miếng trong một bịch này thôi, giảng không bao giờ tróc ra cả, giảng ngay cùi chỏ cũng vậy, không bao giờ tróc ra. Ngay đầu gối cũng, ngồi xuống đứng lên cũng không bao giờ tróc ra. Rất là ấm và rất là tốt. Và dầu con rồng thơm, dịu dàng, ấm lâu, đã dùng nó rồi thì tôi tin chắc rằng không dùng được cái nào khác đâu quý vị. Tôi không phải tôi nói hay nhưng mà tôi biết, tại tôi thử trước khi tôi ra, nó thơm, dịu dàng, ấm rất là lâu, cạo gió nó ấm rang cái người quý vị. Cái đó là cái dầu con rồng. Và một cái dầu này giống như dầu của là, giống như cái loại xịt xịt dầu của là đó quý vị. Nó một hộp bự lắm, chai này hộp nhỏ thôi, chai hộp bự có 10 đồng bạc, cái này chỉ có 6 đồng thôi. Xài cái năm chưa hết rồi quý vị. Quý vị xài ít thôi nha. Nếu dù đau những chỗ này đó, thoa nhẹ thôi. Quý vị thoa mạnh, nóng lắm, cái này rất là nóng quý vị, nên đừng dùng cho em bé, đừng dùng những cái vùng da non quý vị nha. Nó nóng lắm. Cái này mà đem về Việt Nam là tuyệt vời quý vị. Những món quà ba cái này đem về Việt Nam không bao giờ đúng hàng đâu quý vị. Chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm lắm quý vị ơi. Nào là cao máu, nào là vấn đề gọi là tiểu đường, hay là bất cứ một cái gì bổ tim, hay là vấn đề giải quyết vấn đề sinh lý, cho tăng cường sinh lý cho các giới nam, hay tất cả mọi sản phẩm khác. Quý vị thắc mắc xin liên lạc với chúng tôi ở số điện thoại là 1888 811 1133.
1-888-811-1133. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, thì qua cái việc mà hai nhà báo của đài tiếng nói Việt Nam đó là Voice of Việt Nam đó nha, mà cũng còn bị đánh đó, cho nên mai mốt mà Voice của tỉnh này tỉnh kia là coi chừng đại diện tiếng nói của Việt Nam mà còn bị đánh luôn, cũng đánh cho tắt tiếng luôn. Lạc quan thế, cái ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ông Nguyễn Khắc Hào mà voi với chuột gì. Và thưa quý vị, có một cái điều rất là trơ trẽn, chúng tôi phải dùng cái chữ trơ trẽn và trân tráo khi ông ấy bảo rằng là những cái video clip đó là ngụy tạo và do những thế lực thù địch. Thưa quý vị, hở một tí đó là quy chụp cho thế lực thù địch. Mà thế lực thù địch là ở đâu? Cũng không nói rõ. Mà nếu bảo rằng những cái thế lực phản động ở nước ngoài nó cứ xúi dục để nó đánh phá Việt Nam đó, thế thì tại sao là mỗi năm là cứ ngửa tay nhận cả tiền tỷ đô la của cái thế lực thù địch nó gửi về? Nó gửi tiền về thì không thù, nhưng mà hãy mà có chuyện gì thì cứ đổ vạ cho nó. Thì người ta mới, chúng tôi cũng nhận được ý kiến của một số quý vị xem chương trình đó như thế này. Có một sự so sánh. Trong thời kỳ chiến tranh đó, người Cộng sản đi đến đâu á, là tàn phá đến đó, tan nhà nát cửa đến đó. Trong thời kỳ không còn chiến tranh nữa, thì người Cộng sản đi đến đâu đó, thì nhà cao cửa rộng đến đó. Nhưng mà nhà cao cửa rộng không phải là cho dân, mà chỉ cho chính các ông ấy thôi. Chứ có nhiều người Cộng sản ở bên Việt Nam đó, đưa con cháu qua bên Mỹ đi học và sang tới bên này đi tham quan thì cũng có nhà cao cửa rộng ở Mỹ nữa quý vị ạ. Cho nên là cái khác biệt người Cộng sản trong thời kỳ chiến tranh và bây giờ thời kỳ mà đã là đất nước bình yên rồi đó, đi đến đâu là nhà cao cửa rộng đến đó, cho nên là phải làm cách mạng hy sinh để mình được đền bù. Rồi anh có bài báo nào không? Chúng tôi có cái bài báo, hai bài báo này tình cờ Nguyễn Khôi lấy thì lúc cùng một lúc với nhau, một bài của báo Người Cao Tuổi và một bài của báo VN Express. Bài báo của báo của VN Express thì cái nhan đề là nữ sinh bị người đàn ông đáng tuổi cha đưa vào nhà nghỉ. Bị phát hiện trong nhà nghỉ, người đàn ông 52 tuổi và cô gái 15 tuổi khai nhận đã quan hệ với nhau. Tuy nhiên sau đó người đàn ông được thả về. Tại trụ sở công an thì người đàn ông khai 52 tuổi ở phường Đại Kim, Hoàng Mai, còn cô gái mới 15 tuổi ở Khương Đình. Sau khi khai nhận đã quan hệ với nhau tại nhà nghỉ, cảnh sát đã tạm thả người đàn ông về. Cái người đàn ông này đã khai là đã quan hệ với nhau rồi mà cảnh sát lại còn thả cho người ta về. Khi mà có cái hành vi mà giao cấu với người dưới tuổi vị thành niên là đương nhiên có tội. Đương nhiên có tội là phải đi tù rồi, mà chính người này đã nhận cái đó. Trao đổi với VnExpress.net thì lãnh đạo công an quận Thanh Xuân cho biết cơ quan này đã đưa thiếu nữ 15 tuổi đi khám thương và xác định cô gái vẫn chưa bị xâm hại. Ủa? Vâng, thưa quý vị, người ta đã xâm phạm tình dục một cô gái vị thành niên, hay một này mới 15 tuổi, một bé gái hay bé trai gì cũng vậy, thì nó có nhiều hình thức xâm phạm tình dục, chứ không phải là chỉ có gọi là giao cấu với nhau thật sự nó mới là xâm phạm tình dục thôi. Mà chính người đàn ông đã nhận 50 mấy tuổi như vậy mà công an cho về thì chúng tôi không hiểu là cái luật pháp nó như thế nào nữa, không hiểu là cái cách thi hành luật của công an Việt Nam bây giờ làm sao. Một người đàn ông 52 tuổi và một em bé 15 tuổi đó thì xin lỗi quý vị, đó chỉ là đụng chạm về phần xác thịt là đã có tội rồi, chứ không phải cần tới cái chuyện khác nữa. Thưa quý vị, cái xã hội Việt Nam bây giờ chúng tôi không hiểu được, người ta nói là xây dựng đất nước rồi lo cho dân, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, rồi các em thiếu niên được giáo dục các em thiếu nhi phải học theo lời dạy của 5 điều Bác Hồ dạy, rồi tất cả các thứ, và người ta phải lo cho tương lai của thế hệ con em chúng ta. Gái bán dâm 12 tuổi ở Hà Nội, chúng tôi đọc bài này chúng tôi không thể tưởng tượng được. Trong số 6 gái mại dâm đứng đường mời chào khách có đến 3 người đang mang bầu, trong đó có một cô bé được cho là mới có 12 tuổi. Trong khi tuần tra thì công an phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện nhiều phụ nữ Hà Nội, Hải Dương đứng trên phố có nhiều biểu hiện nghi vấn bán dâm. Qua xét nghiệm nhanh, 3 trong 6 người đang có bầu là người trẻ nhất mới có 12 tuổi. Tại công an thì cô bé khai là mới sinh năm 2000 ở Sơn Tây Hà Nội, không nghiện ngập, ra đứng đường bán dâm từ tháng 10 năm 2011, tức là lúc đó mới có 11 tuổi thôi. Cô bé cho biết mỗi ngày bán dâm 1-2 lần và kiếm được khoảng 200.000 đồng một lượt. Do khách mua dâm thường không sử dụng biện pháp phòng tránh nên cô bé này không biết ai là tác giả của cái bào thai. Theo công an phường Bạch Đằng, có lẽ cô bé này đã một vài lần bị đưa về đồn vì có biểu hiện đứng đường tìm khách bán dâm, nhưng sau đó lại được thả vì còn quá nhỏ và gia đình không quan tâm. Tại cuộc tổng kết của công an Hà Nội, Thiếu tướng Trần Thùy,
Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết sau nhiều đợt truy quét, nạn gái mại dâm đứng đường mời chào khách đã có dấu hiệu giảm. Song, gái mại dâm hiện rất đa dạng về thành phần và ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Thưa quý vị lại dùng cái chữ trẻ hóa, chúng tôi không hiểu. Thì bây giờ, thưa quý vị, bây giờ nó là trách nhiệm của gia đình không có chăm sóc cho em để xảy ra chuyện này. Nhưng mà quý vị thấy một cái hiện tượng mà một em bé mới có 12 tuổi mà làm công việc như vậy thì chúng ta thấy được cái quản lý xã hội và cái đạo đức của một cái xã hội mà trong đó những người có trách nhiệm đứng đầu là ai? Là nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và trong đó có những cái ông á, là mặc dù không thuộc về hành chánh nhưng mà nắm toàn quyền sinh sát là đảng. Thế thì như vậy thì xây dựng xã hội chủ nghĩa rồi là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để làm cái gì? Trước đây sau năm 1975 người ta hay nói tới cái nạn mại dâm ở tại miền Nam trong cái thời kỳ chiến tranh. Thì thưa quý vị, cái chuyện đó nó giống như cái hệ quả của một cuộc chiến, nó có xảy ra, không ai chối cái chuyện đó. Xã hội nào cũng có cả. Nhưng mà so với cái tình trạng đó ngày hôm nay, thưa quý vị, nó là gần như là trắng với đen vậy, nó khác nhau một trời mà vừa, nó quá tồi tệ đi. Không thể nào mà có thể tưởng tượng ra những cái chuyện nó xảy ra được. Thì vừa rồi chúng tôi có đọc cái bài nữ sinh bị người đàn ông đáng tuổi cha đưa vào nhà nghỉ. Hoàn toàn có đọc một cái bài cũng trên VN Express nói một em bé mới có 12 tuổi đi bán dâm bị bắt và em đang có thai như vậy. Rất là tồi thưa quý vị. Bài báo kế tiếp tôi muốn đọc là bài Người năm lần được gặp Bác Hồ. Năm 1947 mới 15 tuổi, cụ Nguyễn Văn Phong đã tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, làm liên lạc cho bộ đội trên địa bàn tỉnh Kiến An và sau đó thì được gặp Bác Hồ nhiều lần khác nhau. Bây giờ mỗi khi nhắc lại những lần gặp Bác, những gì diễn ra trước đây vẫn còn nguyên vẹn cho cụ. Lần thứ nhất vân vân, lần thứ hai vân vân, lần thứ ba vân vân. Cái điều chúng tôi muốn nói là sở dĩ chúng tôi đọc bài báo này là tại vì sau khi đọc bài báo trước á, mình đọc cái bài báo này thì mình thấy có cái sự liên quan. Hoàng Tuấn và quý vị sẽ bảo có sự liên quan gì giữa cái chuyện mà nữ sinh bị người đàn ông đáng tuổi cha đưa vào nhà nghỉ và cái chuyện mà người năm lần được gặp Bác Hồ. Thì bây giờ nhiều khi đó, cái ông mà 52 tuổi đó, ông ấy đưa cái cô gái 15 tuổi đó vào nhà nghỉ đó, ông gặp Bác Hồ bây giờ đó. Ông hỏi chuyện Bác Hồ, ông kể lại cái chuyện đưa gái 15 tuổi vào nhà nghỉ đó, Bác Hồ bảo mày giống tao. Hồi tao cũng có cái con bé đấy, cái con bé người gốc dân tộc ở trên núi đó, tao cũng lấy nó hồi nó có mười mấy tuổi đó rồi. Và thưa quý vị, nó không có gì khác nhau cả. Hoặc là người năm lần được gặp Bác Hồ thì bây giờ có nhiều người có chức, có quyền, có nhà cao, cửa rộng, bụng thì phệ ra, tướng sang hơn, và có người hầu kẻ hạ ở trong nhà. Nhiều khi Bác Hồ muốn gặp chưa chắc là người đã tiếp đâu nhá. Nhưng đừng có chuyện mà năm là tại vì gặp Bác Hồ hỏi nhiều câu là không trả lời được. Tại vì bây giờ người ta cứ vin vào cái chuyện mà cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là một cái phao, thưa quý vị, thực sự là chúng tôi hiểu là như vậy. Đó là một cái phao và một cái công việc để mà rửa mặt cho chế độ thôi. Chứ bây giờ nếu mà không vin vào tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh đó thì lấy cái gì để nói về cái xã hội và cái đất nước. Nếu mà không nói tới đó thì thấy toàn là chuyện xấu cả. Và quý vị đọc báo công an chứ đừng đọc báo nào nhé, toàn là cái chuyện xấu xa cả. Mà nhiều người cứ nói là bây giờ là sau một cái chế độ này, cái tệ nạn của cái chế độ này là cái nạn tham nhũng. Không gì được tham nhũng thì chế độ có thể bị tiêu diệt một ngày nào đó, rất là gần đây thôi, tại vì càng ngày nó càng lộng hành và người dân đã chán ngán quá rồi. Nhưng mà nếu mà mình nhìn sâu xa đó, chúng tôi lại có ý nghĩ là phải chăng là Đảng Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải dung dưỡng tham nhũng? Vì chính những người mà đang tham nhũng có quyền kiếm được tiền trên xương, trên máu, ăn trên ngồi chốc như thế này, họ là những người bảo vệ nhất cho cái chế độ này, được sẵn sàng đứng ra bảo vệ chế độ. Vì là quyền lợi của họ mà thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà diệt tham nhũng, không ai tham nhũng cả, thưa quý vị, kiếm người làm việc không có đâu. Là tại vì theo đúng cái đường lối của mà Đảng và Nhà nước đưa ra thì cán bộ phải thanh liêm. Thanh liêm không có gì ăn thì tội gì mà phải làm việc cho ai cả. Trong khi những cái thằng khác nó kiếm được tiền, nó bạc tỷ, mà mình thì thanh liêm, mình ngồi trong văn phòng, mình làm chức này chức kia. Thưa quý vị, đảng viên không ai đảng viên nữa. Các nhân viên chức quyền không ai làm việc nữa đâu. Cho nên họ cần phải duy trì chế độ tham nhũng này thôi. Nếu mà bây giờ đảng viên cán bộ mà thanh liêm đó, thứ nhất á, là sẽ bị loại ra ngoài, là bởi vì nếu mình đi ra khỏi cái dòng chảy mà. Cái thứ hai đó là nhiều khi là còn bị khử nữa. Bởi vì á, mày không ăn mà chúng tao ăn thì là mày còn tố ra nữa. Cho nên là phải khử. Thì thưa quý vị, cũng về cái chuyện mà lo cho thiếu nhi đó, lo cho các em nhỏ, thì chúng tôi cũng có một bài báo khác là 31 học sinh bị buộc ra khỏi phòng thi vì nợ tiền ăn. Với lý do phụ huynh chậm nộp tiền ăn, ban giám hiệu trường trung học cơ sở Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, Bình Dương
gọi 31 học sinh lớp 6 và lớp 7 đang chuẩn bị thi môn công nghệ ra ngoài để giải quyết, rồi bố trí cho một phòng riêng. Thì bài báo cũng khá dài, người ta kể chi tiết về cái việc này. Thì có nhiều ý kiến người ta nói như thế này: cái chuyện mà nợ tiền ăn đó là chuyện chậm trễ của bố mẹ. Thì tại sao chúng ta không đợi đến lúc khác? Đúng rồi. Khi các em thì, trong khi các em đang thi mà vì cái chuyện nợ tiền ăn đó mời các em ra. Thì lúc đó các em nó bị hoang mang, nó xao động và nó không có còn tập trung để mà nó làm bài thi được nữa. Dạ vâng. Mà cái này lỗi của bố mẹ phải không ạ? Lỗi bố mẹ. Nếu cái người có cái người mà đáng bị phạt hay là bị những cái biện pháp quản chế như thế nào đó thì là bố mẹ chứ đâu phải là các em đâu. Cái này hoàn toàn sai, cái điều này là chúng tôi thấy hoàn toàn sai trái. Các em không có lỗi gì cả. Vâng. Nếu có lỗi đi chăng nữa, mình nói nếu có lỗi đi là tại vì bố mẹ của các em mà thôi. Những người đó những có lỗi, tại sao được phạt các em? Nhưng mà cái ông Nguyễn Văn Khỏe là trưởng phòng giáo dục thị xã Đồng Xoài cho biết là phòng giáo dục đã có chỉ đạo hiệu trưởng trường Tân Phú tường trình vụ việc. Cũng theo ông Khỏe, việc thu tiền ăn trưa của trường Tân Phú là không sai. Tuy nhiên, ban giám hiệu nhà trường lại xử lý bằng cách là buộc 31 em nợ tiền ra khỏi phòng trong lúc đang vào thi môn cuối kỳ là hoàn toàn không thể chấp nhận được và trái với quy định của ngành giáo dục. Sau khi có báo cáo tường trình từ ban giám hiệu nhà trường, phòng giáo dục sẽ xem xét kiểm tra một cách nghiêm túc, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Ông Khỏe nói như vậy thì không biết là người ta có xử hay không. Nhưng mà chúng tôi thấy lương tâm của những người làm công việc giáo dục, lương tâm của những người mà giáo viên, những người nhà giáo nghĩ như thế nào mà trong khi nó đang thi mà vì không nộp tiền ăn mà đuổi nó ra ngoài. Mà chúng tôi tin chắc là trong cái cuộc đời này ở khắp mọi nơi trên thế giới chứ không phải tại Việt Nam thôi. Nếu mà người cha, người mẹ mà có đủ tiền để cho con đóng tiền ăn cho con mình, không người nào lại không đóng. Ta vì mình biết là mình đóng tiền nó là con mình được ăn mà. Chỉ có một điều thôi là có thể những người dân đó thực sự không có tiền. Thì nếu mà như vậy thì chính phủ, xã hội phải xét xem cái hoàn cảnh của những người đó như thế nào. Nếu mà người ta không có tiền đóng cho con người ta thì mình phải có cái biện pháp để giúp đỡ cho những gia đình đó chứ. Nhưng mà cái điều trước xã hội chủ nghĩa để làm gì? Cái mà cái điều mà trước mắt đó là để cho các em nó thi xong cái đã. Những con người làm giáo dục mà có những cách hành xử, xin lỗi quý vị, chúng tôi nói nó hơi nặng, rất là vô giáo dục. Và chúng ta thấy tội nghiệp cho cái thế hệ trẻ của đất nước Việt Nam của chúng ta. Rất tiếc là thời gian qua khá nhanh, chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn tới ngồi quý vị vào chương trình lần sau.